Tiếp theo thầy giải câu 141. Thì cho cái hàm số y bằng x chia 1 trừ x có đồ thị là C, cái điểm A có tọa độ trừ 1 1 và cái điểm M tìm nó yêu cầu là tìm M để cái đường thẳng D có phương trình là y bằng mx trừ m trừ 1, cắt đồ thị C tại hai điểm phân biệt MN và sao cho cái AM bình cộng AN bình đạt giá trị nhỏ nhất. Thì cái bài toán này đó là mình phải đầu tiên mình phải xét cái phương trình hoành độ giao điểm của thằng C với D này. Đấy không? Thì cái phương trình hoành độ giao điểm giữa C và D, như sau. Là x chia cho 1 trừ x bằng mx trừ m cộng 1 trừ 1. Đấy không? Và mình xử lý cái phương trình này thì mình nhân hai giấy cho cái mẫu của cái thức thứ nhất thì nó sẽ ra như thế này. Bây giờ chỗ này nếu mà em đem cái m ra đó, m ra làm thử chung thì nó có x trừ 1, x trừ 1 và nhân trừ 1 trừ x thì nó chính là trừ của x trừ 1 tất cả bình, đúng không? Đấy. Còn ở chỗ này là nhân trừ 1, nhân trừ 1 thì nó ra là 1 trừ x này. Đấy. Thì mình nhân phân phối vô xong đó là mình đơn giản thì nó ra đưa đưa về cái phương trình dạng như thế này. Bây giờ đưa về phương trình dạng thế này. Rồi mình chuyển giấy qua ha. Chỗ này nó còn lại là trừ 1 là chuyển qua thì nó là m nhân cho x trừ 1 tất cả bình cộng 1. Vậy thì phương trình này nó phải có hai nghiệm phân biệt, tại vì nó yêu cầu là để cái đường này với cái C này nó cắt nhau tại hai điểm phân biệt, cho nên phương trình này nó phải có hai nghiệm phân biệt. Mà mình thấy là nếu như cái phương trình này đó mà m nó dương nhưng mà bằng không thì nó vô nghiệm, đúng không? Thì m mà lớn hơn không thì rõ ràng bên đây nó dương, nó cũng vô nghiệm luôn. Vậy thì nó có hai nghiệm phân biệt thì m nó phải nhỏ hơn không, và nhỏ hơn không khi đó mình giải ra thì nó sẽ ra là x trừ 1 tất cả bình phương bằng trừ 1 phần m. Ở đây do cái điều kiện m nhỏ không nên cái số này nó dương rồi nè. Số này dương thì nó có hai cái căn bậc hai là 1 chia cho căn bậc hai của trừ m với 1 chia căn bậc hai của trừ 1 chia căn bậc hai của trừ m. Không? Nhưng mà với x như thế này á, thì mình thế vô cái phương trình D nè. Phương trình D nè, mình sẽ tìm được cái gì? Tìm được y. Đó. Em thế vô như thế nào? Em thế x bằng cái số này vô. À, thế vô đây. Thì mx đúng không? Mx trừ mx được bằng cái gì? À, thì nó ra được con số này. À, mình sẽ kiểm tra cái này lại ha. Các em tự bấm tự thế vô. Thế vô x bằng 1 rồi trừ cho cái này. Nguyên cái này mình nhân cho m đúng không? Rồi sau đó mình trừ cho m thì nó mất cái số trừ m đi, nó còn trừ 1 đi, còn cái căn của trừ m, căn trừ m hoặc là trừ căn của trừ m chia 1. Đấy, như vậy thì ở đây mình sẽ được là gì đây? Cái điểm m là cái tọa độ. Nếu như chỗ này là dấu cộng thì bên đây cái hoành độ của nó là cái tung độ của nó là trừ căn của trừ m trừ 1. Còn nếu chỗ này là dấu trừ thì chỗ này nó sẽ là cộng căn của trừ m trừ 1. Vậy thì mình sẽ được hai điểm mn như thế này. Đấy. Như vậy thì có mn thì mình sẽ suy ra được cái biểu thức là am bình cộng an bình như thế nào. Thì cái điểm A, các em lưu ý cái điểm A của em là tọa độ là trừ trừ 1 1 phải không? Vậy thì mình lấy cái điểm này. Đó, mình trừ cho trừ 1 là nó ra 2. Cộng cho 1 phần căn của trừ m bình phương. Rồi mình lấy cái giá trị này. Mình trừ cho 1. Trừ cho 1. Thì ở đây nó có trừ 1 sẵn là trừ 1 là trừ 2. Thì bằng biểu thức này, cái này trừ cho 2 tất cả bình. Rồi tương tự
mình lấy cái thằng này mình trừ cho trừ một thì nó ra hai, trừ cho cái căn này đó. Rồi cái điểm này mình trừ cho một thì nó ra cái căn này của trừ m này trừ hai, nó cả bình phương lên không. Thì khi mà em bình phương lên á, cái này là bình phương nè, bình phương mình khai triển bình phương này ra hết nè, thì chỗ này nó ra 4, rồi 4 4 4 lần 4 là 16, đúng chưa? Còn cái 4 chia căn của trừ m này ở đây nó có là trừ 4 chia căn của này, nó đơn giản, hai thằng này mình đơn giản nè đó. Rồi là 4 nhân cho căn của trừ m với là 4 trừ 4 nhân căn của trừ m, hai cái thằng này đơn giản nữa. Vậy thì ở đây nó sẽ còn lại là cái gì? 1 chia trừ m, ở đây 1 chia trừ m. Vậy là 2 phần trừ m. Và ở đây có trừ m, ở đây có trừ m nữa, vậy thì tổng cộng là nó sẽ là có 2 lần của trừ m. Và em lưu ý là đối với cái trừ m này là số dương nha, tại vì m là số âm. Cho nên là ở chỗ này mình áp dụng công thức Cauchy đó. Số Cauchy là A cộng B nè. Cái số 16 mình giữ nguyên ha. Cái này là A, A là số này, B là số này. Vậy thì A cộng B nó sẽ lớn hơn hoặc bằng 2 lần, 2 lần căn bậc 2 của AB. Không, số 2 mình đem ra ngoài đi. Thì 2 lần căn bậc 2 của AB, nhưng mà căn bậc 2 của A nhân B thì cái số 1 phần trừ M rồi nhân cho trừ M thì nó bằng 1, nguyên cái số này bằng 1. Không? Cho nên là chỗ này là nó bằng 20. Dấu bằng trong bát thức Cauchy xảy ra thì cái điểm 1 phần trừ m với 1 với trừ m nó phải bằng nhau. Đấy không? Tức là cái dấu bằng nó xảy ra khi nào? Khi m bằng trừ 1. Đấy không? Khi m bằng trừ 1. Thì rõ ràng khi m trừ 1 thì thế vô đây thì chỗ này là nó bằng bằng 2, chỗ này nó cũng bằng 2 luôn. 2 cộng 2 là 4 thôi. 4 cộng 16 là 20. Như vậy là rõ ràng cái biểu thức này nó đạt giá trị nhỏ nhất khi m bằng trừ 1. Vậy thì ở đây mình sẽ chọn A, m bằng trừ 1. Tiếp theo là cái câu 142. Gọi m lớn, m nhỏ lần lượt là giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số y bằng giá trị tuyệt đối của x phương trừ x căn 2 trên đoạn trừ 1 đến 2. Thì tổng của m lớn mà cộng m nhỏ nhân căn 2 bằng bao nhiêu? Bây giờ mình xét cái hàm mà trong dấu giá trị tuyệt đối này, mình đặt cái hàm đó bằng fx. Fx thì mình khảo sát cái hàm đó trên đoạn từ trừ 1 đến 2. Thì mình thấy là f phẩy x là nó bằng này, bằng 2x trừ căn 2. Và mình cho cái thằng này bằng 0 đó, thì nó x nó sẽ bằng căn 2 chia 2. Và mình tính giá trị của hàm f trong cái đoạn này, thì giá trị hàm f tại điểm trừ 1 là bằng 1 trừ cộng căn 2. Cái này mình bấm máy ra nha, bấm máy ra đó. Mà 1 cộng căn 2 thì bằng khoảng bằng 2,41. Còn giá trị hàm số tại điểm căn 2 chia 2 đó thì nó bằng trừ 1 phần 2. Và giá trị của hàm số tại điểm 2 đó thì nó bằng 4 trừ 2 căn 2 là nó bằng 1,17 thôi. Như vậy thì rõ ràng là cái giá trị lớn nhất thì trên cái đoạn này thì giá trị lớn nhất của cái hàm số f á, là nó bằng con số này 1 cộng căn 2, còn giá trị nhỏ nhất của nó bằng cái thằng này. Nhưng mà bây giờ mình lấy trị tuyệt đối của nó, lấy trị tuyệt đối nó thì nó sẽ ra cái hàm này, cái thằng này nó sẽ nhảy lên đang trừ 1 phần 2 thì mình lấy trị tuyệt đối nó là bằng trừ bằng nó sẽ bằng 0,5 thôi. Vì mình so sánh là trị tuyệt đối của thằng này vẫn là 2,41 phải không? Trị tuyệt đối của thằng này vẫn là 1,17 ha. Trị tuyệt đối của thằng này là có 0,5. Vậy trong ba cái thì cái thằng này lớn nhất. Như vậy thì trên đoạn trừ 1 đến 2 đó thì giá trị lớn nhất của trị tuyệt đối của fx là nó sẽ bằng 1 cộng căn 2. Còn giá trị nhỏ nhất của nó là bằng 0. Và tại sao bằng 0 thì các chị có thể tham khảo cái hình vẽ cho tôi. Mình sẽ hiểu hơn thêm về cái này. Bây giờ tôi sẽ vẽ cái trị tuyệt đối. Tuyệt đối của cái x bình trừ cho căn bậc 2 của 2. 2 của 2. Rồi nhân cho x. Đấy. Thì trên đoạn từ trừ 1 đến 2
tôi vẽ sai, cái này là ít mới đúng. Đó. Trên đoạn từ trừ 1 đến 2. Đây là trừ 1 này. Điểm trừ 1. À, trên đoạn trừ 1 này. Trừ 1 thì nó sẽ ra là cái giá trị của nó là nằm chỗ này. Thấy không? Là 2,41. Còn tại điểm 2, thì giá trị của nó là chỉ có 1 phẩy mấy thôi. Thấy không? 1 phẩy mấy là chỗ này nè. Đấy, còn giá trị nhỏ nhất của nó là bằng 0. Giá trị nhỏ nhất của nó bằng 0. Đúng chưa? Cho nên là em có hình dung tại sao giá trị nhỏ nhất nó bằng 0 chưa? Khi mình lấy chỉ đối lên thì cái phần nằm dưới trục vành này nó đối xứng lên. Vậy thì nó sẽ có, tại vì cái đồ thị này là trên của hàng y bằng fx, không có chỉ đối thì nó đụng trục vành, nó có giao điểm với trục vành tại hai chỗ này. Thấy không? Cho nên là khi mà lấy chỉ đối lên thì rõ ràng nó lớn bằng không, mà dấu bằng nó có thể xảy ra. Vậy thì min của nó sẽ đạt bằng không. Thấy không? Vậy thì giá trị m nhỏ là bằng không, giá trị m lớn bằng 1 cộng căn 2. Vậy thì m lớn mà cộng cho m nhỏ nhân căn 2 thì nó đúng bằng m lớn luôn. Cho nên chỗ này mình chọn đáp án C. À, tiếp theo là mình coi câu 143. 143 ha. À, tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số M để cái hàm số này nó đồng biến trên mọi khoảng xác định của nó. Bây giờ để cẩn thận hơn thì tôi xét cái trường hợp M bằng 0. Nếu M bằng 0 thì cái hàm số này nó trở thành cái hàm y bằng x cộng 1 rồi. Mà cái hàm y bằng x cộng 1 thì nó đồng biến trên R. Đúng không? Cho nên là nó sẽ thỏa mãn cái điều kiện là đồng biến trên các khoảng xác định. Với m khác 0 á, thì cái hàm số nó sẽ xác định trên hai khoảng trừ vô cùng đến đến 2 và từ 2 đến cộng vô cùng. Và mình sẽ tính đạo hàm của cái hàm này. Đạo hàm thì ở chỗ này đạo hàm nó là bằng 1 nè, chỗ này đạo hàm bằng 1. Còn chỗ này đạo hàm bằng trừ m chia cho x trừ 2 tất cả bình. Mình quy đồng mẫu lên thì đạo hàm nó có dạng như thế này. Đúng không? Bây giờ hàm số đồng biến trên các khoảng xác định khi và chỉ khi cái y phẩy nó lớn không. Mà cái y phẩy thì nó có dạng phân thức như thế này thì bắt buộc là cái tử thức nó lớn không thôi. Tử thức lớn không. Đúng không? Điều này cứ tương đương là cái x trừ 2 tất cả bình này nó lớn hơn m với mọi x khác 2. Nhưng mà mình thấy là với mọi x mà ở này với mọi x khác 2, với mọi x khác 2. Cái này là với mọi x khác 2 các em. À, với mọi x khác 2 thì cái biểu thức này luôn lớn không. Như vậy thì cái yêu cầu sau này nó xảy ra khi cái m nó từ 0 trở xuống. Thấy không? M nó từ 0 trở xuống. Với mọi x khác 2 tôi đánh máy nhầm tôi mới sửa lại. Nhìn lên thì cái biểu thức x trừ 2 tất cả bình đó, thì luôn lớn bằng 0 phải không? Mà nó chỉ bằng 0 khi x bằng 2 thôi. Nhưng mà bây giờ x khác 2 rồi, vậy thì cái biểu thức này luôn lớn 0 nè. Luôn lớn 0. Như vậy thì ở đây là mình thấy cái x trừ 2 tất cả bình phương này luôn lớn hơn 0. Vậy để lớn hơn m thì m nó phải từ 0 trở xuống, đúng không? M từ 0 trở xuống. Tức là m bé bằng 0. Vậy thì tập hợp tất cả giá trị của m là trừ vô cùng đến 0. Cho nên chỗ này mình sẽ chọn đáp án B ha. Đáp án B. Đây câu 143 mình chọn đáp án B. Bây giờ tới câu 144. Câu 144 thì yêu cầu là tìm tập hợp gọi S là tập hợp giá trị của em m để đồ thị hàm số này có 3 điểm cực trị tạo thành 3 đỉnh của một tam giác vuông thì số phần tử của S là bao nhiêu. Thì thứ nhất là cái đồ thị cái hàm này là hàm trùng phương. Hàm trùng phương thì đồ thị nó có 3 điểm cực trị thì cái điều kiện đó là A nhân B nó phải
phải bé hơn không. Cái hệ số A nó chính là cái hệ số trước x và mũ 4 rồi, còn cái hệ số B nó chính là hệ số trước x bình phương đó. Thì bắt buộc là để nó có 3 điểm cực trị thì A nhân B bé hơn không. Các em phải nhớ cái điều này, thấy không? A nhân B bé hơn không, thấy không? Và A nhân B bé hơn không tức là trừ 2 lần M cộng 1 bé hơn không, tức là M cộng 1 lớn hơn không, tức là M lớn hơn trừ 1. Bây giờ mình tính đạo hàm lại. Mình tính đạo hàm á, thì cái này là đạo hàm nó 4x mũ 3. 4x mũ 3 trừ cho 4 lần của M cộng 1 nhân x. Và mình cho y phẩy bằng 0 thì nó sẽ tương đương cái này. Do M lớn hơn trừ 1 cho nên M cộng 1 là lớn hơn 0 rồi. Đó, vậy thì cái phương trình này có 3 nghiệm. Vậy thì nó sẽ có là x bằng 0, rồi x bằng cộng trừ căn bậc 2 của M cộng 1. Với x bằng 0 thì y nó sẽ bằng m bình phương. Còn nếu mà x bằng cộng trừ, cái này là cộng trừ căn. À, cái này tôi thiếu dấu căn. À, nếu x bằng cộng trừ căn bậc 2 của m cộng 1 thì y nó sẽ bằng cái số này. À, cái này các em tính kỹ lưỡng ra, coi tìm hiểu lại. Như vậy thì ở đây mình sẽ có 3 điểm cực trị nè, điểm A, điểm B và điểm C. Lưu ý là điểm B, điểm C thì nó chỉ khác nhau về cái hoành độ thôi, còn cái tung độ nó như nhau. Thấy không? Như vậy thì yêu cầu là cho cái tam giác ABC này nó trở thành là tam giác vuông. Thì nó vuông thì nó chỉ vuông tại A thôi. Cho nên nó là mình sẽ lập vectơ AB ra, vectơ AB ra và AC ra. Thì tam giác này vuông khi và chỉ khi cái vectơ AB nhân với vectơ AC bằng 0, tích vô hướng của nó bằng 0, đúng chưa? Tích vô hướng nó bằng 0. Thì tích vô hướng của nó nè. Thằng này nhân thằng này là nó ra được là trừ của M cộng 1. Còn hai thằng này nhân nhau dấu trừ mất nè, hai này nhân nhau dấu trừ mất. Thì nó còn là M cộng 1 cái mũ 5 bằng 0. Và mình nếu mà đem m cộng 1 làm thừa dấu chung thì nó sẽ là m cộng 1 mũ 4 trừ cho 1 bằng 0. Vậy thì nó ra 3 trường hợp là m cộng 1 bằng 0, m cộng 1 bằng trừ 1 hoặc là m cộng 1 bằng 1. Mũ 4 lên bằng 1 thì khi chưa mũ 4 thì nó bằng cộng trừ 1 thôi. Đó. Vậy thì ở đây mình giải ra m bằng trừ 1 loại. Ở trên mình đang là m lớn hơn trừ 1 mà, đúng không? Đang cái điều kiện của mình là m lớn hơn trừ 1 chỗ này nè. Đó. Vậy thì ở đây là m trừ 1 mình loại nè. Rồi chỗ này là m bằng 0 cũng loại luôn. M bằng 0 thì nhận chứ, m bằng 0 nhận. Và m bằng trừ 2 thì mình loại. Như vậy thì tập hợp S này nó chỉ có một phần tử. Đó. Cho nên là chỗ cái câu này mình chọn đáp án D. À, chọn đáp án D, câu 144 mình chọn đáp án D. Các em cũng lưu ý là mình có thể sử dụng công thức giải nhanh. Công thức giải nhanh ha. Giải nhanh cái bài này như sau. Thì cái đồ thị hàm trùng phương đó, để nó có 3 điểm cực trị tạo thành một tam giác vuông thì cái B bình B mũ 3 nó sẽ bằng trừ 8A. Nhưng mà em cho coi cái hàm này nè. B là bằng cái này đúng không? B bằng trừ 2 lần của M cộng 1. Đó. Mình mũ 3 lên. Mũ 3 lên. Còn A là bằng 1 rồi. Vậy thì cái thằng này mũ 3 lên bằng trừ 8A. Vậy thì thằng này bằng 1. Còn thằng 1 thì mình giải ra được M bằng 0. Rất là nhanh. Đó. Công thức giải nhanh thì mình làm cái này. Không? Thì nhân đây thì các em cũng ghi nhớ lại một số cái công thức tính nhanh của cái hàm trùng phương. Thì cái hàm trùng phương là cái hàm nó như cái thế này kìa. Y bằng A x mũ 4 cộng B x bình phương cộng C với A khác không. Thì cái hàm này á, nó có 3 cực trị khi và chỉ khi A nhân B nhỏ hơn không. Không? Thì 3 điểm cực trị của nó mình tính như sau. Đó. Thì cái điểm A đó là tọa độ 0C. 0C là chắc chắn là không. Còn điểm B, nếu mình cho đạo hàm nó bằng 0 thì mình giải ra mình được là x bằng 0 với x bằng trừ b trừ của căn bậc 2 của trừ b chia 2a. Tại vì
A với B là nó trái dấu rồi, nên trừ B chia A là nó dương cho nên có căn bậc 2 nè. X như thế này thì X bình phương nó là trừ B chia 2A, mình thế vô đây thì mình tìm được Y, nó ra công thức này. À, như vậy thì đối với hàm trùng phương á, mà nó có ba cực trị á, thì ba điểm cực trị của đồ thị nó sẽ là ba điểm ABC có tọa độ như thế này. Bây giờ ví dụ như mình sẽ gọi alpha là cái góc BAC đi, số đo góc BAC đi, thì mình sẽ có một số công thức tính như sau. Thấy không? Thì để tính cái góc BAC tức là góc alpha thì mình sử dụng công thức cô tăng bình phương của alpha chia 2, tức là phân nửa góc alpha này đó, thì nó sẽ bằng trừ b mũ 3 chia 8a. Trong trường hợp cái hệ số a bằng bằng 1 đó, thì mình sẽ có là trừ b mũ 3 chia 8. Rồi điều kiện để thằng này là tam giác vuông cân thì nó là b bình phương, ơi xin lỗi, b mũ 3 bằng trừ 8a. Còn nếu mà a bằng 1 thì b mũ 3 bằng trừ 8. Trường hợp nó là tam giác đều thì b mũ 3 bằng 2 trừ 24a. Đó. Còn nếu a bằng 1 thì b mũ 3 bằng trừ 24. Rồi diện tích của tam giác này, tam giác ABC là nó bằng trị tuyệt đối của A nhân cho căn bậc 2 của trừ B chia 2A tất cả mũ 5. Còn nếu A bằng 1 thì mình thay trị đối A bằng 1 vô đây. Rồi bán kính đường tròn nội tiếp là bằng B bình phương chia 4 lần trị tuyệt đối của A cộng cho 1 cộng căn bậc 2 của 1 trừ B mũ 3 chia 8A. Nào, rồi bán kính đường tròn ngoại tiếp là B mũ 3 trừ 8A chia cho 8 lần trị tuyệt đối của A nhân B. Thì đó là một số công thức tính tính tắt trong trường hợp nó là hàm trùng phương nha. Nó là hàm trùng phương. Để nó có ba cực trị đó. Thì bây giờ mình sang câu 145. Câu 145 thì nó hỏi là đồ thị hàm số này có tổng số tiệm cận đứng và tiệm cận ngang là bao nhiêu. Thì thứ nhất là mình sẽ tính cái lim này. Tính cái lim này, cái lim của thằng Y này khi x tiến tới cộng hoặc trừ vô cùng nó đều bằng 1 hết. Cho nên tiệm cận ngang của nó là Y bằng 1. Bây giờ mình xét cái mẫu này, cái mẫu. Cái mẫu này là mình coi như nó như là một cái phương trình bậc 2 của giá trị tuyệt đối của x. Đúng không? Tại vì cái giá trị tuyệt đối của x bình phương thì bằng x bình phương thôi. Đấy. Cho nên ở đây mình giải phương trình bậc 2 này thì mình ra được có hai nghiệm là trị đối của x bằng trừ 1 hoặc trị tuyệt đối của x bằng 3. Mà trừ 1 này thì lỗi rồi, trị tuyệt đối làm sao bằng trừ 1 được, đúng không? Đấy, cho nên là ở đây là mình có là hai nghiệm thôi, là 3 với trừ 3, 3 trừ 3. Trị đối x bằng 3 thì giải ra trừ 3. Như vậy thì ở đây mình sẽ tính lim của y khi x tiến tới 3 cộng hoặc 3 trừ đều được ha. Thì mình thấy là do cái 3 đó là nghiệm của cái mẫu này, cho nên khi mình thay x bằng 3 xuống cái mẫu này thì là nó bằng 0. Có nghĩa là lim của cái mẫu này đó, cái giới hạn của cái mẫu này là nó sẽ tiến về 0. Trong khi cái tử này là nó tiến về số mấy? Số khác 0. Chắc chắn luôn, tại vì 3 bình phương là 9 thôi. 9 mà cộng cho 3 là 12. Nó khác không. Ở trên tử là khác không, dưới mẫu tiến bằng không thì cái giới hạn này bằng vô cùng. Đó. Và ở đây thầy tính ra được là bằng cộng vô cùng luôn. Tại sao em biết cộng vô cùng không? Tại vì khi x tiến tới 3 cộng tức là x lớn hơn 3. Lớn hơn 3 thì có nghĩa là cái x đó, nó nằm ngoài khoảng hai nghiệm của cái phương trình bậc 2 này. Mà nằm ngoài khoảng hai nghiệm đó, thì cái biểu thức nó dương. Không, trái dấu nó cùng dấu với A nó dương, cho nên ở dưới đây nó dương là dương, mà dương chia dương thì ra dương, đúng không? Dương vô cùng. Cái này em không quan trọng, em bấm máy là nó ra. Rồi lim của y khi y tiến tới trừ 3 trừ thì nó cũng bằng trừ cộng vô cùng nữa, cho nên là ở đây nó sẽ có hai cái đường tiệm cận đứng và một đường tiệm cận ngang, vì tổng số đường tiệm cận của nó là 3. Ở chỗ này mình sẽ chọn đáp án C. Không.
Thì cái cách để mà mình bấm máy để tìm tiệm cận nó thì ở đây em có thể bấm như thế này. Chị tuyệt đối em bấm vô luôn nha. Giờ mình call. Giới tiếng tới 3 cộng thì mình bấm 3 cộng 0,0000001. Cái hồng 4 không cộng 14 cái này à, cái giờ mình bấm lộn, tôi bấm tôi thiếu số 2 rồi à, bấm số 2, số 2 vô à, thì nó ra là gì, kết quả là 3 nhân 10 mũ 12, tức là cộng vô cùng đó, cộng vô cùng. Bây giờ tôi con 3 trừ à, trừ 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 3 trừ trừ 3 trừ cho 0,0000001. À, thì nó ra một số rất là lớn, cũng là cộng vô cùng đó kìa, cộng vô cùng à. Đấy. Còn bây giờ mình muốn tính cái lim này, cái lim này nè, thì mình sẽ con là gì, một rồi nhiều số không mới sao, thì giới hạn này lúc nào cũng còn một à. Mình con trừ một trừ vô cùng ha à, mình bấm số âm rất là nhỏ thì nó cũng ra một. Như vậy thì cái đồ thị này chỉ có 3 tiệm cận thôi ha. Đó thì ở đây thì dùng cái phần mềm PHP như thế này thì vẽ đồ thị nó cho các em quan sát coi, em tham khảo thêm. Thì ở đây cái đồ thị nó có 3 nhánh như thế này, thấy không? Và cái đường màu đỏ nó chính là tiệm cận đứng đó, tiệm cận đứng. Đường màu đỏ nằm ngang này chính là tiệm cận ngang. Đấy. Thì ở đây nó là cái câu 145 này thì nó có đáp án C ha.